Rồi chào anh em nha, chiều nay mình lên cho anh em 5 cái bình xăng quay này 110 nha. Tình trạng là mấy bình này là nguyên zin, chưa phục hồi, chưa lên code, nhưng mà bình này là cháy ga có lém nha. Nên mình bán giá dạng tính xác cho anh em mua về lên xe tự canh chỉnh nha. Đó, giá bạn sẽ đúng bình quay này 110 Thái Lan rã xe Thái rồi nha anh em. Mấy bình này tình trạng là rất là đẹp nha. Đó, anh em thấy màu da còn 7 màu luôn. Nhưng mà cháy ga có lém nên mình bán dạng tính xác chỉ 350 bình thôi nha. Anh em mua về lên xe tự canh chỉnh nha. Đó, tất cả bình chắc bình đẹp nè. Cháy ga thì có lém nha anh em. Đó, mình bao bên em bên trong mình đích là tất cả các bình này là can xi beng nha. Đó, bình ma. Mình bán dạng tính xác là cứ 350 bình nha anh em. Anh em nào cần cái alo mình nha. 350 bình. Bình mã bơi. Anh em thấy cái chất bình không? Da xanh lè luôn, 7 màu á. Cái ga thì nó hơi xấu xí nha anh em. À, như là bán dạng tính xác, anh em về lên xe thì về tự xúc rửa, lên xe canh chỉnh ha. Đó. Anh em nói chung là mình bán dạng xác, anh em mua về muốn làm gì làm. Đó. Cái bình mã C 350 bình thôi nha anh em. Đúng bình quay 910 nha, KFLG. Đúng bình zin của Kenhin nha. Đó, tổng cộng là 5 bình nha, mỗi bình là 350. Anh em nào chốt thì alo mình nha. 0933996332. Giá là 350 bình. Đúng bình xăng quay 910, zin trả xe. Thái về nha. Bình đẹp thì giá cao, mà bình mình dạng bình nó xấu xấu mình bán giá theo xấu xấu nha anh em. Đó, mình mua bán rõ ràng nha. Anh em nào ưng hợp nhãn cứ mua, chứ mình cũng chả ép anh em nào mua đồ của mình hết. Đồ này nói chung là những đồ zin, đồ cũ này chỉ bán cho những người biết xài đồ ha. Còn anh em nào mà không dạng mà mình không biết xài đồ zin á, thì tốt nhất là mình để cho thợ người ta quyết định, hoặc là mình tìm hiểu mình mua ha. Có nhiều anh em nói mình thấy bán mấy cái đồ dây chai này ai đâu mua, nhưng mà thật sự mình bán cho những người biết xài, không đủ hàng để bán luôn nha nha, những mấy cái ông mà không biết coi đồ á, nói chung là không có đủ đồ để bán luôn. Rồi mấy bên này chỉ 350 bình thôi nha anh em.